Đà Lạt với Việt Nam đẹp quá trời luôn. Nhưng mẹ có biết Đà Lạt với Việt Nam là giống nhau á, nhưng Đà Lạt với nhưng Việt Nam với là Thụy Điển mới không có giống nhau, chỉ Việt Nam với Đà Lạt giống nhau. Đúng rồi con. Ok cũng được. Con nói là mẹ chỉ được chụp một hình con, nhưng con chỉ nói giỡn, mẹ được chụp con nhiều. Dạ con. Mẹ được chụp hình con nhiều đúng không con? Dạ đúng. Tại vì mẹ thấy dễ thương cho nên mẹ mới chụp, cho con cho mẹ chụp nha. Dạ mẹ. Tối hôm qua con ngủ ngon không con? Oh, bless you. Oh. Dạ ngon. Dạ hả? Con ngủ con có ôm mẹ không? Dạ có. Dạ hả? Có nằm mơ thấy mẹ không? Dạ có, con nằm mơ thấy mình vui vẻ, mình chơi với nhau. Con cũng nằm mơ là mẹ được chụp hình quay phim con vui vẻ. Ồ, vậy hả con? Con cho mẹ chụp vui vẻ đúng không con? Dạ đúng. Đúng rồi. Con nằm mơ như vậy. Đúng rồi. Rồi hôm bữa giờ là mình đang ở đâu? Đà Lạt. Mình cũng đang ở Đà Lạt. Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ về, nhưng không có về liền. Mẹ tập thể dục xong rồi ăn sáng, xong rồi chơi với sư chị Xu Anh xíu, xong rồi chơi với sư chị Xu Anh nhiều, xong rồi mới về. Đúng rồi. Cho chơi đã rồi mới về ha. Về với bà ba chứ, để bà ba nhớ mình đúng không? Dạ đúng. Rồi. Vậy là Son được nghỉ hè rồi, Son thích không Son? Dạ thích. Đã ha con ha. Thứ năm con sẽ đi học lại. Không con, mình được nghỉ hè rồi. Mình nghỉ hè luôn. Đúng rồi, tới giữa tháng 8 mình mới đi học lại nha con. Cho nên mẹ sẽ chuẩn bị cho con play day chơi với các bạn của con nha. Dạ mẹ, cảm ơn mẹ. Ok. Cái này là cái view. This is the view, Đà Lạt view. Con thích không con? Dạ thích. Mấy cái cây nè, mấy cái bông hoa trắng tím. Có cái hồ đằng trước nữa kìa con. Có hồ đằng trước, bông hoa xanh trắng tím, hồng trắng nè. Ở cái view Đà Lạt với Việt Nam đẹp quá trời luôn. Mẹ có biết Đà Lạt với Việt Nam là giống nhau á, nhưng Đà Lạt nhưng Việt Nam với là Thụy Điển mới không có giống nhau, chỉ Việt Nam với Đà Lạt giống nhau. Đúng rồi, tại vì Đà Lạt là thuộc trong đất nước Việt Nam. Dạ đúng. Còn Thụy Điển là một đất nước khác, là quê nội của mình đúng không? Dạ đúng. Đúng rồi. This is all the view của Đà Lạt. Đúng rồi. This is the Việt Nam view. Đúng rồi. Đây là cái ngôi nhà xinh đẹp của dì Phượng. Dì Phượng rất là thương mình, dì Phượng mời mình ở đây. Đúng rồi, mình con nói cảm ơn dì Phượng đi con. Con cảm ơn dì Phượng. Rồi con có thích nước Việt Nam của mình đúng không con? Nước Việt Nam mình đẹp con ha. Đẹp. Đúng rồi. Con ở ngoài nè, con thấy máy bay vậy hả? Con thấy máy bay hả? Nước Việt Nam mình đẹp ha con ha. Bây giờ đang virus, mình không có về Thụy Điển được thì mình sẽ đi vòng vòng nước Việt Nam của mình. Cũng được, tại vì nếu mình bị virus thì mình không cần đi Đà Lạt, mình không cần đi Thụy Điển, mình được đi Đà Lạt, tại vì Đà Lạt cũng là Việt Nam. Đúng rồi, Việt Nam của mình thật là đẹp, đúng không con? Dạ đẹp. Ok. Mẹ cảm ơn Son nha. Dạ không có chi mẹ. Mẹ chúc Son một ngày thật là vui vẻ nha chưa. Dạ mẹ. Ok. Love you. Thương Son nhiều. Con thương mẹ. Mẹ cảm ơn Son nhiều nha. Dạ mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều. Ok. Mẹ chào Son buổi sáng. Con chào mẹ buổi sáng. Son đang làm gì đó? Mẹ cũng đang ăn kẹo.
được. Oh wow. Sao con? Mẹ nhớ hôm qua đó. Mẹ, tối hôm qua đúng không? Mẹ nhớ tối hôm qua đó là mình về Đà Lạt rồi xong rồi mẹ con nói con xin mẹ có ăn kẹo với sư chị xe nhưng mẹ nói à, tối rồi con không nên ăn kẹo ở tối được vậy thì con phải con chắc là con là mai xong rồi mẹ nói như vậy mai ăn kẹo xong rồi là hôm nay là mai là vậy thì giờ con được ăn kẹo mà hôm qua là con nghe lời mẹ liền ha. Dạ. Con giả bộ là đụng con không có đụng tiền à. Tự nhiên hồi nãy nó mới nhìn con đúng rồi. Xem ơi, xem vô đụng nó chơi. Nó đáng yêu quá Son. Wow. Dễ thương. Chắc chiều nào con đụng nó làm như vậy. Chắc tại vì con nên nó sợ con, nó chưa quen. Nó chưa quen con, vậy thì mình phải làm bạn với nhau rồi nó sẽ quen mình thôi. Oh.